Bản tin kinh doanh và pháp luật. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kinh doanh và Pháp luật được thực hiện trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 do Bộ Tư pháp chủ trì, Đài Tiếng nói Việt Nam và công ty Alo Media phối hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, trong một số dự án đầu tư, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư sẽ bao gồm nhiều thông tin quan trọng và có quy định rõ ràng về thời hạn của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hay chính là thời hạn hoạt động của dự án đầu tư. Thời hạn này do cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư xem xét và quyết định dựa trên các yếu tố mục tiêu, quy mô, địa điểm, yêu cầu hoạt động của dự án đầu tư. Chương trình cũng thường xuyên nhận được những câu hỏi của các cá nhân và doanh nghiệp yêu cầu tư vấn xung quanh vấn đề này. Và hôm nay chúng tôi có mời đến chương trình luật sư Trần Thị Ngân, luật sư thành viên công ty luật Bisling để cùng trao đổi và chia sẻ những thông tin hữu ích tới doanh nghiệp và quý vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào luật sư Trần Thị Ngân ạ. Thưa bà, xin được gửi tới bà một câu hỏi của doanh nghiệp với nội dung như sau ạ. Doanh nghiệp của tôi đang thực hiện một dự án đầu tư, tuy nhiên thời hạn hoạt động của dự án đầu tư theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sắp hết, vậy là nhà đầu tư doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục điều chỉnh hay là gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư nhờ chương trình tư vấn giúp? Vâng, xin nhờ luật sư có thể đưa ra những tư vấn giúp thính giả của chương trình ạ. Theo quy định tại Điều 55 của Nghị định 31 năm 2021, trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có thể điều chỉnh hoặc là gia hạn thời hạn thực hiện dự án đầu tư. Việc điều chỉnh thì có thể hiểu là điều chỉnh tăng hoặc là điều chỉnh giảm cái thời hạn hoạt động của dự án đầu tư. Và việc gia hạn sẽ được thực hiện nếu như nhà đầu tư có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án đầu tư khi mà dự án đầu tư sắp kết thúc cái thời hạn hoạt động. Và cái việc gia hạn hay là điều chỉnh dự án đầu tư thì đều phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và quyết định. Cái việc gia hạn hay là điều chỉnh dự án đầu tư sẽ phải cần phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt nếu có, phù hợp với mục tiêu định hướng phát triển đô thị, chương trình kế hoạch phát triển nhà ở đối với các cái dự án đầu tư xây dựng nhà ở, đầu tư xây dựng khu đô thị. Đồng thời cũng cần phải đáp ứng các cái điều kiện về giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai đối với các cái dự án mà việc gia hạn hay là điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án có kèm với cả việc điều chỉnh hoặc là gia hạn cái thời hạn sử dụng đất. Như vậy, khi mà dự án đầu tư sắp hết thời hạn hoạt động thì nhà đầu tư có thể lựa chọn việc điều chỉnh hoặc gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư. Tuy nhiên thì nhà đầu tư lưu ý rằng dù thực hiện thủ tục điều chỉnh hay gia hạn thì thời hạn hoạt động của dự án đầu tư cũng không được vượt quá thời hạn tối đa của dự án đầu tư theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 44 của luật đầu tư năm 2020. Hay nói cách khác, nếu dự án đầu tư đã được đăng ký với thời hạn hoạt động tối đa thì dự án cũng sẽ không được điều chỉnh tăng thêm hoặc là gia hạn. Và về cái việc gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư cũng sẽ không được thực hiện trong các cái trường hợp được quy định tại khoản 4 điều 27 của Nghị định 31 năm 2021. Cụ thể là các cái dự án đầu tư mà sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn các cái nguy cơ gây ô nhiễm môi trường hoặc là thâm dụng cái tài nguyên. Các cái dự án đầu tư thuộc trường hợp nhà đầu tư phải chuyển giao không bồi hoàn tài sản cho nhà nước Việt Nam hoặc bên Việt Nam. Vâng, thưa bà, vậy theo quy định của pháp luật hiện hành, thời điểm nào nhà đầu tư cần phải nộp hồ sơ điều chỉnh hoặc là gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ạ? Về thời điểm nhà đầu tư phải nộp hồ sơ điều chỉnh hoặc là gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư thì hiện pháp luật về đầu tư chỉ quy định trường hợp dự án đầu tư có sử dụng đất thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong thời hạn tối thiểu 6 tháng trước khi hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư. Quy định này được nêu tại khoản 3 điều 55 của Nghị định 31 năm 2020. Còn lại các cái trường hợp khác về điều chỉnh hoặc là gia hạn thời hạn thực hiện dự án đầu tư đối với dự án mà không sử dụng đất thì chưa có quy định về cái thời hạn tối thiểu phải thực hiện trước là bao lâu, vì là không có quy định cụ thể cho nên là nhà đầu tư cần phải cân nhắc, phải rà soát cái thời hạn thực hiện dự án của mình để mà thực hiện thủ tục điều chỉnh hoặc gia hạn một cách phù hợp, để làm sao mà cơ quan nhà nước sau khi tiếp nhận hồ sơ xem xét có quyết định là cấp gia hạn hoặc cấp điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án hay không thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái hoạt động bình thường của dự án. Ngoài ra thì doanh nghiệp cũng cần lưu ý rằng khi dự án hết thời hạn hoạt động mà nhà đầu tư không có nhu cầu gia hạn hoặc dự án thuộc trường hợp chấm dứt theo quy định tại điểm C khoản 1 điều 48 của luật đầu tư 2020 thì nhà đầu tư đều cần phải làm cái thủ tục là thông báo và nộp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu có cho cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, kèm theo các cái bản sao tài liệu ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. Vâng, xin được cảm ơn bà.
Chương trình Kinh doanh và Pháp luật xin được trân trọng cảm ơn Bộ Tư pháp, Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ Pháp lý Liên ngành cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 đã hỗ trợ thực hiện. Mọi thông tin chi tiết và liên hệ, quý vị vui lòng truy cập website www.kinhdoanhvapháp luật.com. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.